đây là các loại bút rung các bạn này, các loại bút rung Việt. Thì cái bút rung này thì mình sẽ sử dụng cái con gọi là cái cục pin nhỏ như thế này, cục pin tiểu này, mình nắp nó vào. Thì có hai công tắc dưới này là tắt, công tắc trên này là bật. Thì nó rung rất là mạnh, rung mạnh. Mình có thể rung trên các huyệt, hoặc là mình sẽ sử dụng là mình rung xung quanh mắt, làm chữa nhức mỏi mắt. Đấy, hoặc mình dây ấn trên các vùng huyệt, hoặc là mình chấm một ít cao, sau đó mình chấm những các huyệt mình đặt cho nó rung khoảng 10 giây, sau đó mình đặt trên chỗ khác. Đây, các bạn sử dụng bút rung, các bạn đặt lên mặt này, các bạn có thể đặt lên các huyệt này. Đấy, mình đặt độ khoảng 50 giây nó tự rung, mình đỡ phải dây. Đấy, 106, 26 này, 61 này, 61 này, đấy, 37 này, đấy, 38 này, 38 này, 156 này, đây là bộ tiêu viêm. Hoặc là mình đặt nó rung xung quanh mắt để chữa nhức mỏi mắt này, huyệt 65 này, huyệt 34 này, 267 này, 130 này, 358 này, 300, rồi cái này là 73 này. Đó, thì mình cứ đặt xung quanh như vậy. Thì cái tác dụng của những cái bút rung này ấy, khi mà mình chữa cho nhiều người, khi mình chữa cho nhiều người thì mình rung nó đỡ mỏi tay, và nó làm rút ngắn cái thời gian mình phải dùng cái giò mình rung tay đi. Đó, thì khi nào hết pin thì mình lại ra ngoài bên ngoài hiệu đồ gia dụng này, mình mua thêm những cục pin này mình nắp vào. Đó, thì nó rất là tiện dụng, nhất là đối với những người phải chữa cho nhiều bệnh nhân trong một ngày.